chào các em cô tên là Bạch Thị Minh Thúy đến từ trường trung học cơ sở Lê Quý Đôn thành phố Bắc Giang các em thân mến chương trình Ngữ Văn chín các em được học các dạng bài nghị luận xã hội như nghị luận về tư tưởng đạo lý nghị luận về hiện tượng đời sống nghị luận về một vấn đề xã hội từ tác phẩm văn học trong bài học ngày hôm nay cô cùng các em đi vào tìm hiểu dạng thứ nhất và đặc biệt tìm hiểu sâu chuyên đề kỹ năng viết đoạn văn nghị luận xã hội về tư tưởng đạo lý. Chúng ta đi tìm hiểu một số khái niệm liên quan. Khái niệm thứ nhất. Đoạn văn bắt đầu bằng một chữ viết hoa lùi vào đầu dòng và kết thúc bằng dấu chấm xuống dòng. Mỗi đoạn văn trình bày một ý hoàn chỉnh. Khái niệm thứ hai. Văn nghị luận. Văn nghị luận là thể văn dùng để bàn luận về một vấn đề nào đó nhằm thuyết phục người đọc, người nghe, hiểu, tin, đồng tình hoặc làm theo những gì người nói, người viết, đề xuất. Khái niệm thứ ba, nghị luận xã hội. Nghị luận xã hội là thể văn dùng để bàn luận về những vấn đề thuộc lĩnh vực xã hội, tư tưởng, đạo lý. Khái niệm thứ tư, tư tưởng đạo lý. Tư tưởng đạo lý là vấn đề thuộc đạo đức, lối sống, nhân cách con người, ứng xử trong xã hội. Khái niệm thứ năm, nghị luận về tư tưởng đạo lý. Nghị luận về tư tưởng đạo lý là bàn luận về vấn đề thuộc đạo đức, lối sống, nhân cách con người, ứng xử trong xã hội. Ví dụ như đức tính khiêm tốn, lạc quan, tấm gương vượt lên số phận, đạo lý uống nước nhớ nguồn, lối sống, ích kỷ, hưởng thụ. Sau khi nắm được những khái niệm liên quan, ở bài văn lớp 9, khi các em học bài Cách làm bài văn nghị luận về tư tưởng đạo lý, các em thấy có bốn bước. Bước một, tìm hiểu đề, tìm ý. Bước hai, lập giản ý hay xây dựng bố cục của bài văn. Bước ba, viết bài. Bước bốn, đọc và sửa chữa. Các em cùng cô quan sát lại ở bước hai, bố cục của một bài văn hoàn chỉnh như sau. Nhìn lên màn hình, các em sẽ thấy bố cục của một bài văn hoàn chỉnh thông thường có 3 phần. Phần thứ nhất, mở bài, còn gọi là đặt vấn đề. Phần này chúng ta sẽ có hai ý. Ý thứ nhất, dẫn dắt giới thiệu vấn đề. Ở ý này, chúng ta có thể dẫn dắt từ hiện thực đời sống hoặc câu thơ, câu danh ngôn có nội dung gắn với tư tưởng. Ý hai, nêu tư tưởng đạo lý, các em làm việc ghi lại câu nói hoặc vấn đề tư tưởng trong đề bài. Phần 2, thân bài hay còn gọi là giải quyết vấn đề. Ở phần này, các em đi vào 3 ý cơ bản. Ý thứ nhất, giải thích tư tưởng. Các em đi giải thích từ ngữ với câu giải thích để nêu nội dung câu nói. Ý thứ hai, bàn luận. Trong phần bàn luận, tùy thuộc vào từng đề bài, các em có thể triển khai cách lập luận. Tuy nhiên, các em có thể đi theo các ý như sau. Thứ nhất, nêu biểu hiện của tư tưởng. Thứ hai, phân tích vai trò ý nghĩa của tư tưởng với việc đặt các câu hỏi vì sao, tại sao. Thứ ba, nêu phản đề, lật lại vấn đề. Ý ba, chúng ta đưa ra bài học nhận thức và hành động. Ở bài học nhận thức, các em làm nhiệm vụ khẳng định tính đúng đắn của tư tưởng. Ở bài học hành động, các em rút ra hành động cụ thể cho bản thân phần 3, kết bài hay còn gọi là kết thúc vấn đề. Khẳng định lại vấn đề, liên hệ. Tức là chúng ta đi kết luận, tổng kết, nêu nhận thức, tỏ ý khuyên bảo hoặc tỏ ý hành động. Đây là bố cục thông thường của bài văn về tư tưởng đạo lý. Tuy nhiên, ở chương trình ngữ văn lớp 9, các em thấy các tư tưởng được đưa ra thường là những tư tưởng hoàn toàn đúng, những tư tưởng mang tính tích cực. Tuy nhiên, trong thực tế các em cũng cần lưu ý tới những dạng bài đề cập tới những tư tưởng tiêu cực vậy với những dạng bài đó khi viết các em cũng chú ý lập luận ví dụ các em để ý tới cái việc triển khai những cái tác hại về cái tư tưởng tiêu cực như thế nào hay ở dạng bài nghị luận về vấn đề chưa đúng hoàn toàn ví dụ như đề văn suy nghĩ của em về câu nói gần mực thì đen gần đèn thì sáng rõ ràng Vấn đề tư tưởng được đặt ra ở câu nói này chưa hoàn toàn đúng bởi trong thực tế có những người gần mực mà không đen gần đèn mà không sáng sau khi nắm được bố cục cơ bản của một bài văn nghị luận về tư tưởng đạo lý các em cùng cô chuyển sang phần thứ ba kỹ năng viết đoạn văn nghị luận xã hội về tư tưởng đạo lý chúng ta đi vào phần thứ nhất các lỗi thường gặp trong thực tế qua những trải nghiệm bằng những năm dạy các em trực tiếp ở trên lớp những khi chấm bài cô đã thống kê được một số lỗi cụ thể mà các em thường mắc như sau. Lỗi thứ nhất. Các em viết mắc lỗi xác định không đúng nội dung bàn luận. Các em cùng quan sát hai đề văn trên bảng. Đề thứ nhất Viết một đoạn văn khoảng 200 chữ trình bày suy nghĩ của em về gia đình. Đề thứ hai, viết một đoạn văn khoảng 200 chữ trình bày suy nghĩ của em về vai trò của gia đình. Ở đề thứ nhất, nội dung bàn luận mang tính khái quát. Tuy nhiên, học sinh lại mắc lỗi xác định nội dung bàn luận về một khía cạnh của vấn đề. Ở đề thứ hai, nội dung bàn luận về một khía cạnh của vấn đề nhưng học sinh lại xác định nội dung bàn luận mang tính khái quát sau đây là một số lỗi tiếp theo đó là lỗi viết câu dườm già quá nhiều yếu tố biểu cảm làm mất đi tính rõ ràng xác thực lỗi thứ ba dẫn chứng quá ít hoặc quá nhiều chung chung mang tính chủ quan thiếu thực tế hay không có dẫn chứng lỗi thứ tư liên hệ quá máy móc khuôn mẫu chưa định hướng được hành động cụ thể. Lỗi thứ năm, thiếu ý sắp xếp ý lộn xộn. Lỗi thứ sáu, có dấu hiệu tách đoạn. Ngoài ra, trong thực tế bài làm của các em còn có mắc những cái lỗi về diễn đạt, lỗi dùng từ không chính xác, lỗi chính tả, vân vân. Các em cùng cô quan sát lên một đoạn văn được bạn học sinh viết từ đề bài như sau. Đề bài Viết một đoạn văn khoảng 200 chữ trình bày suy nghĩ của em về gia đình. Chúng ta cùng quan sát xem bạn học sinh viết như thế nào. Đoạn văn của bạn có 10 câu. Gia đình là một phần rất quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Nó giúp chúng ta cải thiện nhân cách của chính mình. Nó dạy ta biết giá trị của tình yêu, tình cảm, sự trung thực. Nó cung cấp cho ta những công cụ gợi ý cần thiết để có được thành công trong cuộc sống. Gia đình là tế bào xã hội. Được sống trong tình yêu thương của những người thân trong gia đình là niềm hạnh phúc. Chào ôi, dù cách xa về địa lý, trong tâm hồn nhạy cảm của con người, gia đình sẽ đợi chờ, giang rộng vòng tay yêu thương, ấm áp, chiều mín, cho ta trở về. Từ đó, phê phán những ai không biết quý trọng gia đình, họ cố tình trà đạp tình cảm gia đình. Gia đình là vô cùng quý giá, vì thế mỗi người cần phải biết quý trọng nó. Các em quan sát vào đoạn văn và dễ dàng nhận thấy, bạn học sinh của chúng ta đã mắc những lỗi như sau. Lỗi thứ nhất, bạn viết thiếu ý, bạn thiếu ý giải thích gia đình là gì. Lỗi thứ hai, bạn sử dụng câu văn dườm già, sử dụng nhiều yếu tố biểu cảm, ví dụ như câu 6. Lỗi thứ ba, bạn liên hệ không cụ thể, mang tính chung chung, hô hào, khẩu hiệu. Lỗi thứ tư, bạn mắc lỗi trong toàn đoạn văn của bạn không hề có dẫn chứng. Lỗi thứ năm, đoạn văn của bạn có dấu hiệu tách đoạn. Các em nhìn từ câu 8 đến câu 9 sẽ thấy rất rõ. Ngoài ra, bạn sử dụng những từ ngữ chưa chính xác. Ví dụ, ở câu 3 có từ cung cấp từ công cụ. Thứ tư, về chính tả, bạn sử dụng từ sai chính tả, đó là từ trà đạm ở câu thứ 8. Hy vọng bằng những lỗi mà cô thống kê ở đây, các em khi viết đoạn văn của mình sẽ tránh được những lỗi không cần thiết để đạt điểm tối đa trong bài làm của mình. Từ việc mắc lỗi của học sinh để viết được một đoạn văn về tư tưởng đạo lý hoàn chỉnh, đảm bảo những yêu cầu chung nào Chúng ta sang phần 2, yêu cầu chung. Chúng ta đi vào yêu cầu thứ nhất, nhận diện đề. Để nhận diện đúng đề khi gặp một đề văn, các em phải đọc thật kỹ, gạch chân những từ ngữ quan trọng, xác định đúng dạng đề, xem đề người ra bàn về một vấn đề mang tính khái quát hay bàn về một khía cạnh của vấn đề. Ví dụ như sau. Cô có hai đề văn ở trên bảng. Đề thứ nhất Viết một đoạn văn khoảng 200 chữ trình bày suy nghĩ của em về tình mẫu tử. Đề thứ hai, viết một đoạn văn khoảng 200 chữ trình bày suy nghĩ của em về vai trò của quê hương với tâm hồn mỗi người. Ở đề thứ nhất, các em thấy nội dung bàn luận mang tính khái quát. Ở đề thứ hai, nội dung bàn về một khía cạnh của vấn đề. Sau khi xác định đúng dạng đề thì các em cũng cần lưu ý xác định đúng cách diễn đạt trong dạng đề, trong đề xem đề diễn đạt theo lối trực tiếp hay gián tiếp. Ví dụ như sau. Đề bài diễn đạt trực tiếp đó là đề số 1. Viết một đoạn văn khoảng 200 chữ bàn về ý nghĩa của niềm tin vào bản thân. Đề bài diễn đạt gián tiếp đó là đề số 2 viết một đoạn văn khoảng 200 chữ trình bày suy nghĩ của em về ý nghĩa của lối sống uống nước nhớ nguồn. Các em chú ý vào câu tục ngữ cô gạch chân uống nước nhớ nguồn để nắm được tư tưởng ở đề này thì rõ ràng các em phải hiểu được ý nghĩa của câu tục ngữ như thế nào thì mới xác định đúng và trúng vấn đề cần bàn luận được. Sau khi nhận diện đề, chúng ta sang phần xác định vấn đề cần nghị luận tức là chủ đề hay nội dung bàn luận. Các em phải căn cứ vào yêu cầu của đề bài xác định rõ nội dung cần bàn luận. Ví dụ. Trên bảng cô giáo có hai đề văn. Đề thứ nhất, viết một đoạn văn khoảng 200 chữ trình bày suy nghĩ của em về tình mẫu tử. Đề thứ hai, viết một đoạn văn khoảng 200 chữ trình bày suy nghĩ của em về vai trò của quê hương đối với tâm hồn mỗi người. Ở đề thứ nhất, nội dung bàn luận là tình mẫu tử. Ở đề thứ hai, nội dung bàn luận là vai trò của quê hương đối với tâm hồn mỗi người. Sau khi xác định được vấn đề cần nghị luận, chúng ta sang cách triển khai vấn đề nghị luận. Để triển khai được vấn đề nghị luận, các em cần phát triển vấn đề cần nghị luận thành các ý cụ thể, chi tiết. Các ý cần được sắp xếp trình bày một cách logic, chặt chẽ, khoa học có trọng tâm, tránh lan man, xa đề. Sau khi các em đã xác định được cách triển khai vấn đề nghị luận của đề bài, chúng ta cần lựa chọn cách trình bày đoạn văn. Trong chương trình Ngữ văn lớp 8, các em đã được học và nắm được khái niệm, đặc điểm của từng cách trình bày đoạn văn. Cô cùng các em ôn lại các cách trình bày đó. Cách thứ nhất Trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch. Trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch là cách trình bày đi từ ý khái quát đến ý cụ thể. Câu mang ý khái quát đứng ở đầu đoạn gọi là câu chủ đề hay một số tài liệu còn gọi là câu chốt. Cách trình bày thứ hai, trình bày đoạn văn theo cách quy nạp là cách trình bày đi từ ý cụ thể đến ý khái quát. Câu mang ý khái quát đứng ở cuối đoạn gọi là câu chủ đề. Cách trình bày thứ ba, trình bày đoạn văn tổng phân hợp là cách trình bày đi từ ý khái quát đến ý cụ thể, rồi đến ý tổng hợp. Câu chốt nằm ở đầu và cuối đoạn văn. Trình bày đoạn văn theo cách thứ tư, trình bày đoạn văn theo cách móc xích là cách trình bày các ý đan xen nhau. Câu sau thường lập một số từ ngữ đã có ở câu trước. Trình bày theo cách thứ năm, trình bày theo cách song hành là cách trình bày các ý song song nhau. Mỗi câu trong đoạn văn nêu một khía cạnh của chủ đề đoạn văn. Các câu triển khai nội dung song song nhau không bao chứa nhau. Các em cùng cô quan sát một số những mô hình tương ứng của từng kiểu trình bày đoạn văn. Mô hình thứ nhất, trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch Nhìn lên mô hình, các em có thể thấy rõ đoạn văn của cô có 3 câu và câu 1 đóng vai trò làm câu chủ đề đứng ở đầu đoạn. À cô giáo xin lỗi. đoạn văn của cô có 4 câu. Không, nếu đoạn văn có 4 câu thì nhìn vào sơ đồ câu bằng lại cái ý này. Nhầm. Vâng. Các em cùng nhìn vào sơ đồ thứ nhất. Mô hình trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch. Nhìn vào sơ đồ các em thấy, nếu đoạn văn có 4 câu như trên bảng thì câu thứ nhất sẽ đóng vai trò làm câu chủ đề. Các câu còn lại, câu 2, câu 3, câu 4 triển khai ý câu chủ đề. Sơ đồ thứ hai, mô hình trình bày đoạn văn theo cách quy nạp. Các em nhìn thấy, ngược lại so với cách diễn dịch. Câu 1, câu 2, câu 3 và đoạn văn của các em có thể có nhiều câu hơn nữa thì câu cuối cùng ví dụ như câu 4 ở đây sẽ là câu chủ đề. Cách trình bày đoạn văn theo tổng văn hợp thì các em thấy mô hình ở trên bảng cô có một đoạn văn gồm 5 câu. Câu 1 là câu chủ đề, mang ý khái quát ý chủ đề, các câu 2 3 4 là mang ý cụ thể và câu 5 là câu chủ đề có nhiệm vụ khái quát vấn đề, nâng cao mở rộng mô hình trình bày đoạn văn theo cách móc xích. Với đoạn văn ở trên bảng có 4 câu thì nhìn vào sơ đồ các em thấy rõ ràng ý của các câu trong đoạn văn có sự móc nối bằng những từ ngữ như chúng ta vừa trình bày trong khái niệm. Đoạn văn thứ 5, mô hình trình bày đoạn văn theo cách song hành. Sau khi đã nắm được, lựa chọn được cách trình bày đoạn văn, chúng ta sang phần 3 kỹ năng viết đoạn văn nghị luận xã hội về tư tưởng đạo lý. Để viết được đoạn văn nghị luận xã hội về tư tưởng đạo lý, yêu cầu về hình thức như sau. Khi kem viết một đoạn văn nghị luận về tư tưởng đạo lý, kem cần đảm bảo cấu trúc một đoạn văn với dung lượng khoảng 200 chữ, không có dấu hiệu tách đoạn. Thứ hai về nội dung. Kem có thể có nhiều cách trình bày, lựa chọn như chúng ta đã tìm hiểu ôn lại ở phần trước sau đây chúng ta cùng quan sát một đoạn văn đầy đủ hoàn chỉnh sẽ có bố cục ba phần như sau phần thứ nhất mở đoạn có nhiệm vụ giới thiệu ngắn gọn vấn đề cần nghị luận tóm tắt sự việc dẫn dắt được ý kiến nhận định vân vân phần thứ hai thân đoạn ở phần này kem triển khai ý theo các hướng sau Thứ nhất, giải thích ngắn gọn vấn đề cần nghị luận nếu cần và các em sử dụng từ 1 đến 2 dòng. Ý thứ hai, đánh giá luận giải vấn đề bằng lý lẽ và dẫn chứng hợp lý. Ý thứ ba, mở rộng vấn đề, phê phán những tư tưởng biểu hiện trái ngược, đề cao hoặc chỉ ra mặt hạn chế của tư tưởng, liên hệ bản thân, rút ra bài học nhận thức và hành động. Phần này các em có thể sử dụng từ 3 đến 4 dòng. Phần thứ ba, kết đoạn. Phần kết đoạn có nhiệm vụ khẳng định lại vấn đề nghị luận. Như vậy, từ việc ôn lại kiến thức, viết một bài văn nghị luận về tư tưởng đạo lý và kỹ năng trình bày một đoạn văn về tư tưởng đạo lý, các em cùng cô quan sát để phân biệt sự khác nhau giữa bài văn với đoạn văn. Nhìn lên trên bảng, các em thấy sự khác nhau giữa bài văn và đoạn văn rất rõ ràng xét về bố cục bài văn đầy đủ thông thường ba phần mở bài thân bài kết bài còn đoạn văn đầy đủ có bố cục ba phần mở đoạn thân đoạn kết đoạn ở bài văn tách thành nhiều đoạn rõ ràng còn ở đoạn văn không có dấu hiệu tách đoạn cơ sở thứ hai về chủ đề cần bàn luận ở bài văn triển khai thành hệ thống nhiều luận điểm luận cứ còn ở đoạn văn tập trung sâu vào một luận điểm cơ sở thứ ba về mặt liên kết ở bài văn chúng ta sử dụng liên kết giữa câu với câu trong đoạn văn liên kết đoạn văn với đoạn văn trong văn bản còn ở đoạn văn chúng ta chỉ sử dụng mối liên kết giữa câu với câu trong đoạn văn đó là những cái phép liên kết và yêu cầu liên kết về mặt nội dung cũng như hình thức mà các em đã được học từ việc nắm được những kiến thức cơ bản về cách trình bày một đoạn văn nghị luận về tư tưởng đạo lý, cô cùng các em sang phần luyện tập. Các em cùng cô vào bài tập thứ nhất. Viết một đoạn văn khoảng 200 chữ trình bày suy nghĩ của em về tình mẫu tử. Để giải quyết bài tập này, các em cần đọc kỹ, sau đó gạch chân những từ quan trọng và kem xác định xem đề văn trên thuộc dạng đề nào, đề dạng đề khái quát hay bàn về một khía cạnh của vấn đề, thì nhìn vào đề văn kem thấy đây là dạng đề bàn về một vấn đề mang tính khái quát. Sau khi xác định được dạng đề, kem cần xác định xem đề văn trên có cách diễn đạt như thế nào. ở đề văn này cách diễn đạt được theo lối trực tiếp chúng ta xác định nội dung bàn luận của đề văn. Đề văn có nội dung bàn luận về tình mẫu tử. Sau khi xác định được nội dung bàn luận, các em có thể triển khai vấn đề nghị luận theo một số những ý cơ bản như sau: ý thứ nhất phải giải thích tình mẫu tử là gì; ý thứ hai tìm hiểu xem biểu hiện của tình mẫu tử như thế nào; ý thứ ba tình mẫu tử có ý nghĩa ra sao ý thứ tư chúng ta tìm hiểu cái vấn đề biểu hiện tư tưởng trái ngược bằng câu hỏi phê phán những biểu hiện trái ngược nào từ đó chúng ta rút ra bài học nhận thức và hành động trả lời cho câu hỏi làm thế nào để giữ gìn tình mẫu tử và với những gợi ý từ đề bài, các em có thể triển khai vấn đề nghị luận trên theo nhiều cách khác nhau, nhưng về cơ bản cần đảm bảo sức thuyết phục đúng hình thức đoạn văn. Các em có thể viết đoạn văn theo một số gợi ý sau. A mở đoạn, các em có thể có nhiều cách và đây là một trong những cách các em có thể làm theo. Tình mẫu tử là loại tình cảm thiêng liêng có vị trí đặc biệt quan trọng. Thân đoạn giải thích. Tình mẫu tử là tình thương yêu, sự hy sinh, bao dung, chở che của người mẹ đối với con, đó là thứ tình cảm vừa tự nhiên vừa cao cả theo mỗi người suốt cuộc đời. Ý thứ hai, biểu hiện. Từ những ngày ấu thơ hay khi khôn lớn, mẹ luôn ở bên, mẹ dành cả đời lo cho con, mong con trưởng thành và các em có thể tìm những cái dẫn chứng từ trong văn học hay trong đời sống thực tế đã được minh xác. Ý thứ ba, ý nghĩa, tình mẫu tử là sức mạnh kỳ diệu giúp con người vượt lên những khó khăn của cuộc sống, làm cuộc đời ấm áp hơn. Ý thứ tư. phê phán, tức là các em tìm những cái biểu hiện tư tưởng trái ngược. Những người mẹ nhẫn tâm lợi dụng tình mẫu tử hành hạ con và những đứa con tệ bạc với cha mẹ. Từ đó, các em rút ra bài học nhận thức và hành động như sau cần trân trọng và gìn giữ tình mẫu tử có những hành động việc làm thiết thực cụ thể đền đáp tình cảm của mẹ dành cho mình kết đoạn khẳng định lại ý nghĩa của tình mẫu tử Các em cùng cô sang bài 2 Bài 2 Viết một đoạn văn khoảng 200 chữ trình bày suy nghĩ của em về ý nghĩa của niềm tin vào bản thân. Ở đề văn này, tương tự như bài tập số 1, các em cũng đi tìm hiểu dạng đề. Nhìn vào đề văn, các em dễ dàng nhận thấy đây là dạng đề bàn về một khía cạnh của vấn đề. Cách diễn đạt cũng theo lối trực tiếp. Nội dung bàn luận. Ý nghĩa của niềm tin vào bản thân em có thể triển khai vấn đề nghị luận trên theo nhiều cách nhưng về cơ bản cần đảm bảo sức thuyết phục đúng hình thức đoạn văn có thể viết đoạn văn theo những gợi ý sau kem đi vào giải thích thứ nhất kem phải giải thích được niềm tin là gì niềm tin là sự tin tưởng tín nhiệm vào bản thân hoặc một điều tốt đẹp nào đó trong cuộc sống niềm tin vào bản thân là gì niềm tin vào bản thân là tin vào trí tuệ tài năng, phẩm chất của chính mình, ý thức được giá trị, vai trò của mình trong cuộc sống. Sau khi giải thích được niềm tin và niềm tin vào bản thân, kem sang tìm hiểu những biểu hiện của niềm tin vào bản thân. Biểu hiện thứ nhất, niềm tin có sức mạnh lớn lao, tin vào bản thân giúp ta có ý chí, nghị lực để vươn lên và ngày càng trưởng thành. Luôn lạc quan, yêu đời, chủ động trong cuộc sống mà không khó khăn nào ngăn cản được đó là gốc rễ để ta biết tin yêu con người và cuộc sống. Ở ý này, các em có thể lấy dẫn chứng từ cuộc sống và các em có thể lấy những dẫn chứng mà gắn trực tiếp với tính thời sự, đó chính là những cái diễn biến phức tạp của Covid-19 đã và đang diễn ra trong giai đoạn này. Ở ý thứ hai về phần bàn luận, chúng ta lật ngược Giả định xem, nếu thiếu niềm tin vào bản thân sẽ khiến con người tự ti, yếu đuối, dễ đầu hàng trước khó khăn, luôn bi quan, chán nản và chúng ta tìm những dẫn chứng. Từ đó, chúng ta rút ra bài học nhận thức và hành động. Tự tin vào bản thân rất cần thiết để có sự tự tin cần suy nghĩ, hành động cụ thể thiết thực, tự khẳng định mình. Như vậy các em thấy giữa bài tập số 1 với bài tập số 2 có những điểm giống và cũng có những điểm khác khi các em triển khai, lập luận, trình bày các ý. Đó là nếu với dạng bài nghị luận, bàn luận về một khía cạnh thì các em chú ý bàn luận thật sâu khía cạnh mà đề yêu cầu. Tuy nhiên các em cũng vẫn cần, theo cô là cần chú ý phải giải thích nếu đề có những cái từ ngữ hình ảnh mà khó hiểu. Và từ phần bàn luận, các em rút ra được bài học nhận thức và hành động cho bản thân. Các em đã nắm được cùng cô ôn lại cái kiến thức kỹ năng về viết đoạn văn, về một tư tưởng đạo lý. Các em cùng cô làm hai bài tập sau về nhà. Bài về nhà thứ nhất, Viết một đoạn văn khoảng 200 chữ trình bày suy nghĩ của em về ý nghĩa của tình yêu thương. Bài về nhà thứ hai, viết một đoạn văn khoảng 200 chữ trình bày suy nghĩ của em về ý nghĩa của lối sống uống nước nhớ nguồn. Trong hai bài văn này, cô giáo lưu ý các em ở đề số 2. Sau khi xác định dạng đề, cách diễn đạt của đề bài theo lối gián tiếp, mượn một câu tục ngữ ý giải thích các em cần tìm nghĩa đen nghĩa bóng của từ ngữ câu chữ trong câu tục ngữ mới xác định chính xác vấn đề cần bàn luận cô ví dụ ở câu tục ngữ uống nước nhớ nguồn các em phải đi tìm nghĩa đen của từ nguồn nguồn là nơi bắt đầu của dòng nước nghĩa bóng nguồn là ẩn dụ chỉ công lao tạo lập nên những thành quả của con người đi trước dành cho các thế hệ sau uống nước nghĩa bóng là thừa hưởng thành quả của người đi trước thế hệ trước để lại vấn đề nghị luận sau khi kem đã giải thích nghĩa đen nghĩa bóng như sau khi hưởng thụ một thành quả nào đó người ta phải nhớ ơn và đền ơn xứng đáng những người đã đem lại thành quả mà mình đang được hưởng từ việc xác định đúng vấn đề nghị luận các em sẽ có hướng triển khai ý phù hợp